Ngày mai, hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản năm 2024 sẽ được tổ chức tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Đây là dịp để các nhà vườn và hợp tác xã trong tỉnh, đặc biệt là hợp tác xã nhãn lồng Quảng Châu, đơn vị đã có 2 mã vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Nhật Bản, có cơ hội cùng các doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và ký kết hợp đồng xuất khẩu quả nhãn tươi sang Nhật Bản. Những ngày này, các thành viên hợp tác xã nhãn lồng Quảng Châu đang tất bật vào vụ thu hoạch nhãn chính vụ. Trong số 33 hectare nhãn của hợp tác xã được chứng nhận đủ tiêu chuẩn Việt Gáp, có hơn 27 hectare được cấp mã số vùng trồng xuất sang Nhật Bản. Đây là niềm vui, cũng là động lực để bà con trong hợp tác xã tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ vậy, nhãn của hợp tác xã không chỉ thơm ngọt, quả đồng đều, mã sáng, mà trên hết là đảm bảo được tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản xuất nhãn Việt Gáp kỳ công hơn, hầu như chúng ta không sử dụng cái phân hóa học và cũng không sử dụng các cái thuốc hóa học, mà chủ yếu là chúng ta phòng trừ sâu bệnh bằng cái thuốc sinh học thôi. Thế thì quy trình của nó thì có sổ ghi chép từ khi chăm bón cho đến khi thu hoạch. Sử dụng phân hóa học thì ăn quả nhãn nó không ngọt được mà nó ít mùi thơm. Còn bây giờ mình sử dụng phân vi sinh nhiều thì tức là ăn quả nhãn nó ngọt mà nó thơm, đúng cái chất lượng của quả nhãn. Để đạt được mục tiêu đưa nhãn xuất khẩu được sang thị trường khó tính như Nhật Bản, hợp tác xã nhãn lồng Quảng Châu thực hiện siết chặt quy trình canh tác, yêu cầu các thành viên giám sát chéo lẫn nhau trong các khâu sản xuất. Kiểm soát chéo nhau ấy thì là để sản phẩm làm ra thì nó đảm bảo hơn. Quy trình chặt chẽ rồi nhưng phải đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm là quan trọng nhất. Để làm sao cái sản phẩm được đưa ra thị trường nước ngoài, họ chấp nhận được, họ đánh giá là một trong những cái sản phẩm đúng của Hưng Yên, cái nguồn gốc xuất xứ từ cái nơi sản xuất của hợp tác xã chúng tôi. Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng khắt khe về các tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là đối với thực phẩm và hoa quả nhập khẩu. Song nếu chinh phục được thị trường này sẽ tạo uy tín rất lớn cho sản phẩm, mở rộng sang các thị trường quốc tế khác. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch là tìm kiếm những cái mặt bằng mà có thể phục vụ ngay việc sơ chế chế biến, bởi vì hiện giờ là khách hàng của doanh nghiệp thì cũng rất là nhiều, và nếu trong thời gian sớm nhất mà có thể là có một cái phương án mà đạt được thì chúng tôi cũng có thể tiến hành đầu tư ngay cùng bà con nông dân, cùng hợp tác xã để mà có một cái vùng, có một cái vườn, một cái cơ sở để sản xuất ổn định và xuất khẩu sang các thị trường. Phát triển thị trường xuất khẩu nhãn sang các quốc gia khó tính như Nhật Bản là mục tiêu mà tỉnh Hưng Yên đã đặt ra và đang triển khai thực hiện. Thì Sở Công Thương đã phối hợp các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xúc tiến tiêu thụ, giới thiệu các sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên đến với tay người tiêu dùng trong cái thị trường Nhật Bản